Dạ, xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng nha bà con. Em lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình tham khảo một con Guta. Cái này AG mấy đây? Cái này AG50 bà con ơi. AG50. Cái dòng này bà con nhìn thấy cái tướng nó nhỏ xíu vậy chứ bê tông nó là 82 ly nha bà con. Rất là mạnh. Công sức của nó là nó mạnh hơn cái đất 80 của mình nữa đó. Bà con nhìn cái tướng nó nhỏ vậy nhưng mà bánh trứng nó đặc khù luôn á. Cái này đời này là nó Kubota mà đầy đầu EG50. Ngoại hình thì nói gì nha bà con, nó chùi lũi, nó thiếu cái bình dầu. Thêm cái thứ hai là nó thiếu cái boe. Cái này bên em hết cái boe nha bà con. Cái này em chỉ có tặng cho bà con được là cái chống 42 mình á, cái coi gì em chụp vô vậy nè để cho nó đừng có vô nước. Còn hiện tại bên em thì cái boe bên em hết rồi, nhưng mà còn em cũng tặng cho bà con mình luôn. Dưới cái này là cái co dầu bét nè, bên em có thay cái co dầu mới, co này nha bà con, mình test nước nè. Nhờ con đổ nước vô test cái két nước này cho bà con mình coi. Ây da, lấy cái gì nhét ở dưới rồi con ơi, cái này cái đồng tiền nước chưa đóng rồi. Đồng tiền nước chưa đóng rồi bà con ơi. Cái này thì bên em bao cái kết nước cho bà con mình ha, bà con nhớ lưu ý giùm em là bên em bao kết nước. Nhưng mà hiện tại là cái này đồng tiền nước rồi, chưa có đóng, là nếu không đổ nước vô thì nó chảy dưới tùm lum. Phần này bà con cô bác nào mà nếu có mua được cái máy này ha, thì em đóng phan hay đổ vô con, đổ vô cái đồng tiền nước chưa đóng nó tràn ướp nhẹp ở nhà chứ. Ngoại hình máy nó thì như đây. Thiếu boe. Còn cái này bên em nữa sẽ dặn lại cho bà con cô bác mình nè. Cái miếng kiếm mà của cái báo nhất này nè. Còn máy thì nó nguyên zin luôn. Bảo đảm như bà con thấy nó cũ kỹ gì nhưng mà hoàn toàn chưa đụng chạm gì bên trong hết nha bà con. Có cái ống khói mà còn ống khói nó xấu quanh nó luôn. Nước sâu luôn. Ống khói nó xấu quá. Nè bà con nhìn nó nè. Bởi này là cái điểm trừ nữa nè, để ngồi em bán rẻ cho bà con cô bác mình ha. Còn cái phần này thì bên em sẽ thay lại cho bà con mình nè. Ngồi tụi em sẽ giữ liền, cái đạn gió nó bị cứng rồi nè. Cái này là bên em sẽ thay miễn phí hoàn toàn cho bà con cô bác mình ha. Sợ mà khi đem về rồi bà con không có đủ điều kiện để mà thay, còn bên em sẽ xử luôn cái phần này. Hiện tại thì máy nó nguyên zin nhưng mà quạt gió nó cũng cứng luôn. Bù lửa thì nó cũng xấu nè. Bù lửa này nhìn nó dung là rất xấu luôn chứ không phải là xấu bình thường. Bị cái này là em cũng có một cái duy nhất rồi, nên bà con khỏi lo lắng là có sợ lộn với cái máy nào hết trơn ha. Một cái duy nhất thôi. Rồi bây giờ để em nhờ Tiền Hân Tài và test máy cho bà con cô bác mình coi ha. Cái dòng này bà con mua về bơm nước là 3 giấy bù chét. Nước rất là giỏi, rất là mạnh nha bà con. Đó, nó gì cái nó mạnh dữ lắm mạnh. Kubota EG50 nó tông 82 ly, cái lốc rồi còn tương đối nhưng mà cái bô lửa quá thì xấu. Con nhớ lưu ý giùm em nha. Boe em chỉ tặng được cho bà con mình là cái co 42 mình đó. Rồi tụi em sẽ hơi lửa, tụi em lấy cái điện tụi em xúc vô cho bà con mình. Còn có bằng quạt gió nè, bên em sẽ thay rồi gắn quạt gió lại cho bà con cô bác. Cho để khi mà bà con em về có khi mình không có đủ cái điều kiện cho mình thay, hoặc là đem ra tiệm rồi nó không kịp phức. Bà con thấy đủ kỹ nhưng mà chạy chưa ra cái khối luôn rồi. Rất là đã luôn. Cái này bà con bơm nước, bà con thấy tướng này nó chiếu gì chứ cỡ khoảng từ 8 đến 15 công nó nước ngọt luôn. Bà con chạy cái đầu bò, nếu mà bơm lòng á thì chạy đầu bò cải tiến mình là 3 tấc. Còn bơm lên dốc cao á thì bà con cần phải 2.8. Đây rất là tịch bà con. Cái này bà con nhớ lưu ý là bên em bao cái nước cho bà con mình nha. Thì hiện tại là cái đồng tiền nước em chưa đóng, không
có đổ cái nước vô cho bà con mình. Nhưng mà cái phần đó thì bên em đâu có lũng có xì là bên em hoàn toàn chịu hết, hoàn toàn không có tính phí ngày nào đâu mà luôn. Đâu nằm cho bà con cái nước. Rồi em xin nhắc lại những bộ phận bên của em có, tụi em thay với tụi em khắc phục nha bà con. Cái thứ nhất là tụi em là có thay là cái co dầu bét, nhưng mà máy là nó nguyên zin. Thứ hai là tụi em sẽ gắn lại cái boe để cho mưa gió nó không có vô cho bà con mình. Thứ ba là gắn lại cái bông, cái niềm báo này nè, cái miếng kiến của cái này nè, bên em có tụi em sẽ gắn lại cho bà con mình nha. Là mấy cái bộ phận này tụi em sẽ khắc phục. Cái thứ tư nữa là tụi em thay quạt gió nè, thay đạn quạt gió chứ không phải là thay quạt gió nha bà con. Thay đạn có cái quạt gió này nè. Cái này nó bị sửa nè. Cái này nếu mà máng dây cu do vô nó chạy nó kêu là mình chạy mà cả khoảng 3 nhà cái bên là nó còn nghe nữa. Bà con người ta còn nghe nữa. Cái này bên em sẽ thay miễn phí cho bà con mình ha. Rồi em cũng xin báo giá cho bà con cô bác mình luôn. Cái máy này em bán cho bà con là 5 triệu em bao ship. Còn nếu bà con mà mua về bà con tự xử ha, nếu có quạt gió này nè, bà con về bà con tự thay, em lăn tí xíu rồi nó quay nè, thì em sẽ trừ lại cho bà con mình là 150 ngàn, là 3 là 4 chu 8 50 ngàn. Anh em bà con cô bác nào có làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Kubota G50 trụi thiếu thùng dầu, bán cho bà con là 5 triệu em bao ship, thay những bộ phận nãy em nói đó. Còn nếu bà con về tự thay cái này ha, bà con nhớ lưu ý là tự thay này em sẽ trừ lên 150 ngàn để cho bà con thay cái đạn này nè. Bà con có nhu cầu sử dụng cái G50 này thì alo giùm em nha. Máy em bao zin, cái bô thì nó xấu bên nóc luôn bà con, không khói nè, không khói rất là xấu. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha bà con. Rồi cảm ơn tụi con nha. Rồi chào tạm biệt bà con.